Kiwin S, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Quý vị khán giả đến với chương trình Nhật ký đường đua. Thưa quý vị, vậy là sau gần một tháng tranh tài tại Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2021 thì tất cả các tay đua đã hoàn thành chặng đường dài hơn 2.300 km để về đích thành công tốt đẹp ngay trước hội trường Thống Nhất vào khoảnh khắc 30 tháng 4 lịch sử. Rõ ràng là một chặng đường không hề đơn giản và cũng rất là đáng tự hào. Và một lần nữa cũng sẽ được chúc mừng những chủ nhân của những danh hiệu chung cuộc và đặc biệt là tất cả các tay đua đã thi đấu đầy cống hiến và tạo ra những sự hấp dẫn kịch tính ở suốt hành trình non sông liền một dải từ Cao Bằng về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại những điểm nhấn ấn tượng của cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021. Cảm ơn Tôn Đông Má đã đồng hành cùng chương trình. My Life Đồng Nai là tập thể thành công nhất với hai giải thưởng áo vàng danh giá và cúp đồng đội cao quý. Được xem là đội đua giàu tiềm năng trong những năm trở lại đây, thầy trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú đã vươn lên trở thành một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải 2021. Bước tiến ngoạn mục nhất đã đến ở chặng 7 đồng đội tính giờ tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, khi Loic Desriac cùng các đồng đội đã xuất sắc vượt qua hai đối trọng lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Dược Domasco Đồng Tháp để chiếm một thế lớn trong cuộc đua giành áo vàng và cúp đồng đội. Chưa dừng lại ở đó, Loic khiến giới chuyên môn thêm một lần nữa bất ngờ khi không chỉ khẳng định vị thế số 1 ở nội dung cá nhân tính giờ mà còn tạo được cách biệt đáng kể so với các vận động viên còn lại. Thử thách tiếp tục đến từ những cuộc tấn công liên tiếp của hai tập thể Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Nhưng bản lĩnh thi đấu cùng sự quyết tâm đã giúp tập thể Đồng Nai vượt qua mọi thử thách, đặc biệt là hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Brand ở chặng 19, bảo vệ thành công những danh hiệu mà họ nắm giữ. Tôi xin cảm ơn tập thể đội đua Đồng Nai, tất cả đã rất nỗ lực để tôi có được chiếc áo vàng đầu tiên ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thành quả này đến không hề dễ dàng, và để bảo vệ nó càng thử thách hơn. Mục tiêu bảo vệ áo vàng cùng cúp đồng đội của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh đã bất thành ở mùa giải năm nay. Dù rất cố gắng nhưng việc không thể thành công như mong đợi ở nội dung sở trường đồng đội tính giờ ở chặng 7 khiến thầy trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt luôn phải nỗ lực tìm cơ hội tấn công tổng lực qua từng chặng đua. Nhưng chương đó có lẽ chưa đủ để giúp tập thể Thành phố Hồ Chí Minh lật ngược thế cờ, đành dừng bước với giải thưởng áo chấm đỏ vua leo núi của Javier Perez và hạng nhì cúp đồng đội. Tập thể Đồng Tháp cũng có một mùa giải được xem là thành công với giải áo xanh vua nước rút của Nguyễn Tấn Hoài, áo trắng tại đua trẻ xuất sắc của Lê Hải Đăng cùng vị trí thứ ba đồng đội. Thành tích này tiếp tục cho thấy truyền thống trong công tác đào tạo trẻ của đội đua đất Sen Hồng vẫn rất hiệu quả, hứa hẹn sẽ tiếp tục cạnh tranh song phẳng với những đội đua mạnh khác. Chương trình Nhật ký đường đua cũng rất ngưỡng mộ tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các đội Tập đoàn Lộc Trời, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội, Cần Thơ, Nhựa Bình Minh Bình Dương và đội tuyển trẻ Việt Nam. Dù chưa thể có được những danh hiệu chung cuộc, nhưng các tay đua luôn tìm cơ hội tấn công để giành chiến thắng chặn, thể hiện tinh thần thi đấu vì một cờ sắc áo, mang đến những giây phút đầy kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ. Có thể nói, 98 chàng trai đã tạo nên niềm tự hào chung cho xe đạp thể thao Việt Nam, là biểu trưng cho tinh thần vượt qua khó khăn, với niềm tin chiến thắng, không chùn bước và luôn tiến về phía trước. Cao Bằng Bắc Bó, hành trình non sông liền một dải niềm tin chiến thắng 2.313 km, vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa rào, thử thách ý chí nghị lực quyết tâm của các tay đua, lửa thử vàng gian nan thử sức, càng khó khăn càng tạo nên kỳ tích. Mỗi năm được tham gia cúp truyền hình là một niềm vinh dự cũng như là mình rất là hạnh phúc khi là vận động viên thể thao môn xe đạp này. Tại rất trân quý những khoảng thời gian đã trải qua. Tâm mê nó ngấm vào máu rồi. Với ý chí và cái quyết tâm để đạt thành tích khi được đứng lên bục thì cảm giác mọi sự là mệt mỏi gì nó mới tan biến hết. Xuôi dọc theo chiều dài đất nước, đi đến đâu, cúp truyền hình cũng nhận được sự ngóng trông, thương nhớ của khán giả khắp mọi miền Tổ quốc.
Hôm nay vui quá, hai chị em mình cố đi. Hai người già dẫn nhau đi. Cố lên. Cố lên. Các cháu cố lên. Vui lắm. Bà con Quảng Bình muốn lấy truyền cái tinh thần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, truyền cho đoàn đua để họ tiến về phía trước, tiến về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 30 tháng 4. Hàng năm mà khi mà giải đua xe đạp ở cục truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mà tổ chức mà có chặng đua đến Huế thì em đều tham gia để mà cổ vũ, thể hiện cái tình cảm của người Huế dành cho tất cả các cổ động viên và các vận động viên đã đến đây để mà tham dự cái cuộc đua này. Các vận động viên xe đạp của toàn quốc ơi, các bạn hãy cứ vững tin đi. Lúc nào những người ủng hộ xe đạp, những người yêu thích xe đạp đều là sát cánh cùng các bạn. Tôi tin rằng là tất cả người Việt Nam xem cuộc đua này đều tự hào mình là người Việt Nam. Mang theo niềm tự hào ấy, đoàn đua đã thẳng tiến về đích đến tại hội trường Thống Nhất trong vòng tay chờ đón của đông đảo khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Là đúng ngày 30 tháng 4 chúng tôi lại tranh thủ ra đây phải cổ vũ rồi Việt Nam mình, nó phải là giữ vững cuộc đua xe đạp này của cúp truyền hình. Giờ lớn tuổi rồi nhưng con cháu nó tiếp tục theo dõi những cuộc đua này, đặt cho nó thấy đất nước mình lúc nào cũng là tươi sáng hết, cũng là tốt đẹp hết. Em hy vọng là cuộc đua sẽ có thêm lần 40 mấy đến 50 mấy, thậm chí là nó sẽ đến con số 100. Tôi rất là yêu cúp truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm giác thật sự rất là tự hào đúng không Tú Văn? Và một lần nữa cũng xin được cảm ơn những tình cảm hết sức đặc biệt mà người hâm mộ đã dành cho HTV cũng như là cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đó sẽ mãi luôn là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trong những mùa giải tiếp theo. Và số cuối cùng của chương trình Nhật ký đường đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 cũng xin được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả tại cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải lần thứ 34 năm 2022. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.